tháng 11 này, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Đấu Trường Toàn Năng. Một không gian âm nhạc đa sắc màu, ca hát, vũ đạo, diễn xuất. Với 30 giây, những giọng hát ấn tượng nào sẽ chinh phục được các giám khảo? Nói nhớ em từng đêm, anh giờ đang vô khuya, dẫu chẳng mang em đi về bên anh. 18 thí sinh tài năng nào sẽ có cơ hội trở thành một ngôi sao toàn năng? Chị cảm nhận được cái bài hát của em ngay từ câu thứ nhất rồi. Thì Kim Anh thấy được cái sự tình cảm ở trong cái giọng hát của bài. Từ xanh đôi, giấc mơ nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay. Em có đầy đủ cái tố chất để mà đi vào vòng trong. Chương trình Đấu Trường Toàn Năng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 từ ngày 4 tháng 11 năm 2023.